Mặt mẹ cái mặt lên để quay. Thế tao làm ở đấy tao lại đi về. Thank you.
quả này to đẹp này này, đi tung tung. Đấy mặt dưa ăn đi. Ngọt không? Ngon luôn. Nhau không anh Chí ơi? Nhau không? Ba không? Cao là cái chân đi à? Cái giảm là anh lên như thế nào? Mày tiền ngô bao nhiêu nhỉ? Hả? 7 cái. 7 cái bao nhiêu tiền? Lấy 8 cái đi, 25 nghìn đi. Con 20.
không cứ chỗ nào già mày vớt đi được bao nhiêu được, cứ cẩn thận nhá. Nó ra khác giả thì mày lấy em bao tiền mớ này hả? À, bao tiền mớ hả? Ừ đúng, tao trước tao mang 20 triệu. Tao mở hàng mà. Nhưng mà bọn nó đi mua là phải chọn cái trường ngon nó mua. Bọn em bán rồi, em biết rồi. Năm ngoái bọn em bán rồi, cái trường ngon mua. Thank you.
con gái sáng ở chỗ mua có 150 không nghĩa giờ lên đây tận 180 chết. Ở cái đến rẻ. Giá có 150 nhưng mà tưởng là ông chuẩn đi, nay ông đi thế mình lại phải mua lên nhưng mà để giá lắm. Đâu cho em một ngọc mấy ngoài về đấy. Thế ba bà đấy còn bảo con cháu.
Nào nên mua tiền thì mặt xịn điện kệ bố, thế người ta mới là gọi là dân chợ, mặt xịn điện bắt ngạ.